Thưa quý vị, trong chương mục Chính trị và đời sống trên TTV hôm nay, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Dương Quốc Chính viết về chị Hằng, đại chiến showbiz và hành động của chúng ta. Vụ chị Hằng đại chiến showbiz không phải dễ mà đánh giá đúng sai lợi hại. Mình thấy phần nhiều là không theo phe này thì sẽ theo phe kia hoặc theo phe thứ ba là chính quyền. Đấy là tư duy địch ta vẫn ngự trị lâu nay. Vậy, với vai trò là người dân bình thường thì chúng ta nên theo phe nào? Phe nào mới là đúng? Thực ra, phe nào cũng có cái đúng cái sai. Không ai tuyệt đối đúng mà cũng không ai tuyệt đối sai. Nên đánh giá đúng sai nó không có đơn giản. Cái mà người dân cần là cách phân xử đúng sai ra sao để có một kết cục tốt đẹp mà bền vững, tạo dựng được niềm tin lâu dài cho xã hội. Chứ không phải mua vui được vài trống canh, hỉ hả được mấy ngày vì cái đứa mình ghét phải lên thớt. Vậy mỗi bên đúng sai như thế nào? Cái đúng, cái tốt của nhóm showbiz là quyên góp được tiền cho người dân, có thêm một kênh thiện nguyện độc lập với mặt trận tổ quốc để mà trợ giúp người dân một cách nhanh chóng. Tùy từng người trong cái đám showbiz có cái sai riêng hoặc có dấu hiệu làm sai nhưng mà chưa đủ bằng chứng. Như Hoài Linh Trấn Thành thì cố tình chậm trễ giải ngân số tiền quyên góp được. Đàm Vĩnh Hưng thì chưa thể minh bạch số tiền quyên góp. Thủy Tiên thì có dấu hiệu khuất tất như quyết toán thu chi trên tờ A4 và có những cái bản xác nhận khoảng xxx tỷ đồng hay người dân nhận tiền không cần ký. Nói chung là đều chưa hay không thể minh bạch thu chi với tổng số tiền hàng chục tới hàng trăm tỷ đồng. Cái đúng của bà Hằng là dám chỉ ra cái sai của đám showbiz dù chưa đủ bằng chứng. Những cái mà bà Hằng chỉ ra không chắc đều đúng, có cái đúng, có cái chưa hoặc là không đúng, nhưng cũng có tác dụng đánh động dư luận. Cái sai của bà Hằng là kết luận hơi bị đanh thép, dùng ngôn từ có phần thô tục để quy chụp những cái sai của giới showbiz, nhưng nứt dưới câu chuyện kể về những giấc mơ. Có thể bị coi là xúc phạm cá nhân. Hai phe trên đúng sai cụ thể ra sao? Phải chờ kết luận điều tra của công an và tòa phán xử nếu mà có đưa ra tòa. Nhưng có thể thấy ngay là chả bên nào tuyệt đối đúng hoặc sai. Nên giờ mà chọn phe nào thì cũng là sai cả. Đám nghệ sĩ cũng chưa chắc là những nhà từ thiện hoàn toàn thiện tâm mà có thể trục lợi được khối tiền. Bà Hằng cũng chẳng phải là người thế thiên hành đạo. Động cơ để bà chửi cái đám showbiz đầu tiên là vì tư thù với Võ Hoàng Yên, đúng hay sai thì cũng vẫn phải chờ điều tra. Sau đó rất có thể bà Hằng chỉ là cái loa cho chính quyền với vai trò khuấy động dư luận quan tâm đến việc trục lợi tiền từ thiện. Việc hợp tác này là đôi bên cùng có lợi. Một bên có thể giải quyết được tư thủ, còn bên kia có lý do để mà lao vào điều tra nhóm showbiz cái đúng của chính quyền á, mà ở đây là đại diện là Bộ Công an ha là vào điều tra độc lập để lấy bằng chứng cho tòa phân xử xem hai phe bên nào đúng, bên nào sai. Nếu không có Bộ Công an điều tra thì cãi nhau đến Tết cũng chả xong và người dân sẽ chẳng biết tin vào phe nào. Cái sai của chính quyền là không có một hành lang pháp lý cho hoạt động thiện nguyện dân sự, cá nhân hay tổ chức ngoài nhà nước. Đây chính là nguyên nhân sâu xa đã tạo ra những cái hệ lụy về việc trục lợi tiền từ thiện. Hiện không có luật nào ràng buộc cá nhân tự phát hoạt động thiện nguyện từ việc gây quỹ đại chúng phải minh bạch thu chi. Nên các cá nhân kia mới có thể ngang nhiên mà trả lời công chúng là chả cần phải sao kê tài khoản gì. Vì thế nên bà Hằng mới có cái vai trò bốc phốt. Nếu đã có luật rồi thì chả cần phải có bà Hằng livestream mà chửi bới kích động dư luận làm gì như vậy có thể thấy cái sai của chính quyền là gốc rễ của những cái sai của nhóm nghệ sĩ cũng như cái sai của bà hằng tất nhiên có luật thì họ vẫn có thể vẫn làm sai nhưng sẽ hạn chế đi rất nhiều và cũng rất dễ phán xử do có căn cứ pháp lý chính quyền sửa cái sai trên không hề đơn giản đâu. Vì luật hay nghị định nói trên sẽ phải ràng buộc công bằng giữa các tổ chức từ thiện của nhà nước lẫn tư nhân. Như vậy là làm khó cho các tổ chức nhà nước vì chưa chắc họ đã minh bạch. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn mà. Để sửa cái sai trước mắt thì chính quyền cho Bộ Công an đi điều tra các nhóm thiện nguyện cá nhân và không cần điều tra các tổ chức của nhà nước vì chả ai dám tố cáo sai phạm. Việc Bộ Công an nhảy vào điều tra vạch mặt các nhóm thiện nguyện dân sự còn có tác dụng định hướng dư luận. Người dân mất lòng tin vào các nhóm dân sự để nhân dân quay trở ra, tin tưởng lại vào nhà nước mà thôi. Nhưng với phân tích trên thì chưa thể tin vào bất cứ tổ chức cá nhân thiện nguyện nào mà không tự giác cam kết minh bạch thu chi. Bởi do chưa có luật nên đâu có ai tự giác đâu. Tóm lại thì biết tin vào ai bây giờ? tầm này khi chưa có luật về sự minh bạch trong từ thiện thì chỉ nên tin vào những ai mà bản thân mình thấy tin cậy bạn bè người thân hoặc tổ chức cá nhân nào mà chủ động cam kết minh bạch với số tiền nhỏ để dễ kiểm soát thu chi và ít tạo lòng tham cho người làm từ thiện người tử tế thật thà mà giữ hàng chục hàng trăm tỷ tiền của đại chúng thì lại chẳng có gì ràng buộc thì cũng sẽ trục lợi hết ngu gì mà không ăn chứ sau cái vụ này, chắc chắn việc làm từ thiện tự phát sẽ giảm bớt, nhưng sẽ không biến mất được. Những ai chủ động minh bạch và thiện tâm thì họ vẫn có thể tiếp tục làm. Trong khi chờ có luật thì các tổ chức cá nhân muốn làm từ thiện á, nên tự công bố quy trình minh bạch thu chi như tự động sao kê, thời điểm kiểm toán, có hóa đơn thu chi và công bố tỷ lệ trích từ quỹ để vận hành bộ máy thiện nguyện. Cá nhân tổ chức nào chưa làm được điều đó thì đều bị coi là có khả năng trục lợi nếu từ thiện tự phát giảm đột biến mà người dân vẫn không chịu góp tiền vào các tổ chức nhà nước do mất lòng tin thì sẽ gây áp lực lên chính quyền do chính quyền không đủ năng lực cứu trợ dân bị thiên tai hay dịch bệnh áp lực đó rất nặng nề vì nó bộc lộ sự yếu kém của chính quyền và có thể gây bất ổn chính trị xã hội là điều mà chính quyền và công an rất lo sợ vì vậy chính quyền sẽ phải nhanh chóng ban hành luật nói trên Đọc đến đây, chắc mọi người đã hiểu là cần tin vào ai và phải làm gì để tránh bị bất cứ bên nào dắt mũi rồi chứ gì. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi bài viết của tác giả Dương Quốc Chính. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.